là ngày Chủ nhật, là buổi học thứ 77 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy Quang Hỷ lên lớp. Chúc các bạn có một buổi học nhiều chánh niệm và sự lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Sa Khai ạ. À, kính chào sư Linh, kính chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học thứ 77. 77 là 77 tuần. Cũng rất là thời gian cũng rất là dài ha, rất là tốt đẹp. Buổi học chúng ta cũng vẫn duy trì được liên tục không có bị hết. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài về cảnh. À, thì chương trình chúng ta cũng như thường lệ có buổi đọc Bali đầu tiên, là sau đó buổi học pháp. À, mình tập trung vào cái học vấn đề mà thú vui cái thì tạm tạm gác qua bên đi. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tạm bảo tinh tấn. Samanta Chakavalesu Atrayachan Sudevata Satthamang Murirachat Sa Sunantu Sakamakkhadang Dhammat Savanakalo Ayam Padan Amat Savana Kalo Ayam Padanta Amat Savana Kalo Ayam Padanta Arahan Sama Sambutho Phagawa Buddhang Phagawatang Aphivademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namassami Suvatibhano Phagavato Savakasangho Sangkhang Namami Swamma Sambuddhamatulang Sasattham Maganuttamang Aphivadiyapasisang Aphithammatasangaham. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chưa đựng trong vi diệu pháp. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Rồi, buổi học chúng ta bắt đầu ha. Rồi, xin mời Triều Boss Bài lên này, mời tất cả quý vị quan hỷ lên đọc để tạo được nhiều cái phước báo. Namo Buddhaya. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Ta xin đọc bài. Alam bá ná sang ra hồ tốt yếu về đối tượng cảnh. Động 1. Alam bá ná sang ra hề. Alam bá ná bá na ní na ma ru ba ram ma năng sát đà ram Má năng Gatha Ram Má năng Rasa Ram Má năng Hotthapa Ram Má năng Hama Ram Má năng Chà tí Chát bí Tha ní Phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm,
và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru ba mê quá ru ba cam má năng tát thà sát đà đá dồ sát đà cam má na đi nhí thá ma cam má năng ba ná ba sa đá chú cú má ru bá chích đá chê tá xí cá nếp bà ná bành nhát tí quê quá xê ná chát thà sàn gầy hàn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị căn dân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhại của ngũ quan, năm sắc hành kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm thực đế. Xin đọc tám phần khúc. 31, 32, 33, 34. Tá bồ chá, ca má chá, ri gian chá, á ri giá sắc chàn chá, tát sa năng, nếp bá ná sách, chí ri giá chá, ê tăng, măng gá lăng mút ta măng. Tự chủ sống hoàn hận, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn, là phúc lành cao thượng. Asariti Chastiti Seeing the noble God Attaining Nirvana Higher Happiness. Xin hết. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Ông Phúc xin đọc bài. Tóc yếu về đối tượng cảnh. Nó làm bá ná sằng gá hồn. Đoạn 2. Tát há chắc hú đò lý cá chít tà nặng. Sắc đề sầm vi hù bằng mê quá tà rằng má nặng. Tần cha bắt chức tần mê quá tất hà sô cho đồ lý ca chức ta đi năng thì sát là nì đi ní ta ní cha bắt chức tần mê về quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính mình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano do ri ca chít ta na pa na chấp pi tham pi bát chấp pa na a ti tăng a na ga tăng ca la vi mức tăng cha giác thà ra hồng à làm bá nằm hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy thuộc vì tùy trường hợp thuộc về hiện tại quá khứ vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đò ra yếu tà nà chá nà chá bá nà bá tí sàn thí ba hoàn cá chi tí sàng khà khà nằm sắc y thòm tí giác thà sàng ba hoàn bút hoàn vì khuy dề nát ba hoàn ta rề chắc đò là rá rá hi tầm bắt chức ba nào ách thì tầm bá ná ít phụ tầm
qua âm 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 anh ní mít tầm giá trí mít tá sần mát tầm há làm bá ngàn hồ tí. Đối với các loại tầm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và thần tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Tāpo ca brahmacariyam ca ariya satyam ca dassanam nipana saktiri piriya ca etam mangalam uttama. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana, highest happiness. Dạ con Đông Triều kính chào thầy và kính chào các lớp. Con xin đọc bài phần 3. A lầm ba ná sằng ca hồn, tóc yếu về đối tượng cảnh. Phần 3. Tề sư chất của quỳnh nhà, nà đi ní giáp thà giáp thắt ca mặn ru bà đi đề kề khà lầm ba nà nèo vóc mano tha tuất tích cảng anaru và tiếp tầm trà làm mana sề xả ni kha ma bacara vipa kha ni asana tiếp tầm trà tí sắp patha tí kha ma bacara làm mana nghề quá. Trong những lâm này nhỏ thức không vâng tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, như thân, hương. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tướng sanh tâm. Có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala niche wa nhà na vit pa yut ta cha wa na niche ti lo kut ta ra vat chit ta sa ba lam ma na ni. Những nội tâm bất thiện và những động tác lý trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà nó sầm ba dứt tá kà mà quá chá ra cú xa là đi chè quá bành chá mắt chà đó sàn kà táo má phình nhà cú xa lành chà tí a ra hát tá mặc ra pha lá vật chi ta sắp và làm ban nà đi. Những loại tâm thiền được giới hợp trí và đắng trí thông gọi là của thiền, có tất cả những đất ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sầm ba yut ta kha ma vát cha ra quý già chề quá quý già phình nhà quốc thác ba ngành trà tiết
sắc thà bi sắc bà làm ma nà ni, những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định, có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Kinh hạnh phúc thứ 31 thứ 34 Thất Bồ Cha Bà Ma Cha Ri Dành Cha Ariya Sát Chành Cha Đa Sa Nặng Nipana Sát Chi Quý Ri Ya Cha Hề Tần Ma Ra Nặng Mút Tâm Nặng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Posterity, chastity, seeing the noble just attaining nirvana, highest happiness. Dạ, con xin hết. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Thằng Sang Kha Giá. Dạ, nguyên như con xin kính chào thầy và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con chưa thấy bài ạ. Dạ, sa thú, anh đồng triều. À, Rupe Su Dutiya Chatut Tha Ni Mahak Gata Lam Ba Na Ni Se Sa Ni Mahak Gata Chitta Ni Ba Na Sap Bà ni bi bàn nhát tà lầm bà nà ni lô cút tà ra chít tà ni nít bà nà lầm bà nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi cha chít tà ni ma hắc ca tề e ca quý sa ti vô hà rề ác tha níp bà na vô cha rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng một ngũ quan thức, một tâm bằng 25, 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc, 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasananchayatana, không vô biên xứ, và Akinchanyayatana, vô sở hữu xứ, 15 cộng 6 bằng 21, đến những khái niệm Kasina, 8 đến Niết Bàn. Visa Nuttaramut Tam Hi Ak Gam Mak Gapha Lut Chite Bành Cha Sap Bát Tha Chach Chê Tí Sap Ta Tha Tát Tha Sang Gá Hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện dục thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Afinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A La Hán. Và 6. 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano Dwara Vachana liên quan đến cả 38 pháp hạnh phúc. Tapo Brahmachari Dành Cha Ari Sat Cha Cha Sang Kadasanang Nip Bà Na Das Chikiri Ya Cha E Tăng Măng Galamut Tam Măng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng.
austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana, highness, happiness. Dạ, con xin dâng bích lại cho lớp học ạ. Dạ, cảm ơn anh Đồng Triều đã post bài. Sa thú lành thay. Alo, dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Em kính đảnh lễ thầy kinh để lớp học xin đọc bài. Alam ba na sang ga he, alam ba na ni. Nà má rù ba răng ma nằng sát đà răm ma nằng gàn thà răm ma nằng rát xà răm ma nằng phót tà răm ma nằng thầm mà răm ma nằng chà tít chá bí thà ní phá hoàn tí tông nhóm. Tông tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru bá mê quá, ru bá rầm ma năng, tát thà sát đà đa dồ, sát đà rầm ma năng, rầm ma năng. Ram măng na đi ni tham ma ram ma năng ba na ba sa đa xúc khú ma ru ba chít tá chê tá xí cá nếp ba na nhá tí quá xế nà cha chá thà sang gà hàn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đông Triều bot kinh hạnh phúc 31 32 33 34 tapo cha brahmachari dàn cha ariya sắc sắc dàn cha đa sàn năng nếp ba na xá chí ký rí giá chá ê tăng má gá lăng út ta năng út ta măng tự chủ sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity chastity seeing the noble trust attaining nirvana hai is happiness. Dạ, kính cảm ơn cả lớp, xin xuống mất.
Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo ạ. Con xin kính lễ sư Di Linh và con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào cả lớp ạ. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Ta tha chắc khu tò ra đò ta tha chắc khu đò vi cát chi ta nằm sắp bế sám pì rú bầm y và á ra má nằm tầng chá bác cú bác chú bá nằm y và ta thà số ta bá ri ca chí ta tí nằm bí xá đá tí nì ta thà ní chá bác cú bá ná nì chế và với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thấy ấy âm thanh vân vân đối với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đó vì cách chi ta nằng bá nhà chấp bí tầm bí bắt bắt chú ban ta nhầm ati tầm á ngà gá tầm cá lá bí mú tầm chá giá thà ra hầm á lắm bá nằm hù thí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trực thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đó là vi mú chá nằng chá bá nhà bá tí sắn hì bá vắng gà cú tí sắn khá thá nằm chá bí tầm bí giá thà xá bá vần dề bú chí nhà bá bánh thà rế chá bá rà rá tí gá gá hí thầm bá cú bá nhầm á tí tầm bá nhà tí bú thầm bá cá mặn cà mắng cà má à ni mi tầm gá tí ni mi ta sầm má tầm á lâm bá nằm hồ thí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất lượng đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Con xin đọc kinh hạnh phúc ạ. Tha bồ ra mà ca ri cha nà cha a ri cha sa cha nà ta sa nằm ni ba nà sa chi ki ya cha i i tầm ma lầm u ta mầm. Tự chủ sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Otters Treaty Chastity Seen the Noble Truth Attaining Nirvana Highest Happiness. Dạ, con xin hết, con xin xuống anh.
Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lãnh lễ sư linh. Con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào toàn thể lớp học ạ. Dạ dạ con xin cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Tê su chắc khu huynh nhà na đi ni yát thắc ca măng ru pa đi e kê ca lâm ba nà nê quá ma nô tha tút tí căng ba na ru pa đi bàn cha lâm ba năng sê sa ni ca ma wá cha ra vi pa ca ni hát sa na chít tăn cha tí sáp ba tha bí ca ma wá cha ra lâm ba nà nê quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala niche wa nya na wip payut ta trao qua nà ni chà ti lù cút ta ra quách tri ta sắp bà làm pa nà ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sàm bá yút tá cà mà quá chá ra cút xá là ni chề quá bành chá mắt trà na sàn khà tám ma phin nhà cút xá lành trà ti arahat ta mắc gá phá la quách trí tạ. Con xin sám hối ạ. Con xin đọc lại ạ. Nhà na sàm bá yút tá cà mà quá chá ra cút xá là ni chề quá bành chá mắt trà na sàn khà ta ma phin nhà cú sa lành trà ti arahat ta mắc gá phá lá quách trí ta sắp bà làm ba nè ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nhà wat tha pan wat tha bap nan cha ti sap pa tha pi sap pa lam pa na ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các đối tượng mọi trường hợp. Pháp hạnh phúc. Tát bồ cha brahm ma cha ri yàn cha ariya sát trà na đá sa nàng nếp bà na sát chi ki ri yà cha ê tàng măng gá la mút ta măng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana, highest help. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giúp con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho lớp ạ.
Hello. Dạ, mọi nghe rõ. Để thử. Lại Pháp Tăng Tam Bảo dạ, kính chào à, xin đô ti gia Bani Mahagachita Nibbana Alo. Mọi người còn nghe rõ không ạ? Cho sư biết tín hiệu. Dạ hồi nãy sư bị rớt mạng. Dạ, sư xin phép đọc lại. Visanuttaramut tamhi agamagga palucite panchasabbata chế tí sát ta thà ta tha sang ga hồ 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Manodvara Vachana liên quan đến tất cả. 31 kinh hạnh phúc. 31 Tát Bồ Bàn Hài Chao Ram Machari Dành Chắc 33 Ariyasek Chancha Dasanang 34 Nipanasek Chikiri Yacha Etang Mangalamuttamang tự chủ sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity Chastity Seeing the Noble Truth, attaining Nirvana, highest happiness. Dạ, sư xin hết.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con, Nguyên Trang trước hết kính con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Alambana sanggahe alambana alambana nina maruba ram manang sadda ram manang gantha ram manang rasa ram manang phottappa ram manang thamma ram manang jati chappitha nivawanti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattharupane varupa rammanam tathasakkhadayo sadda rammada dini ramma rammanam banapassada sukuma rupacit tace tasika nibbana ban nyat tiwase nacchattha sanggay hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị vân vân. Những đối tượng của sự biết là những sự biết có sáu, là những phần nhạy của mũi quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tapo charam machari yang cha-ari-ya sak-chan cha-da-sa-nang nip-pa-na-sak chi-ki-ri-ya-cha-e-tang-mang-ga-la-mu-ta-mang. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity Chastity seeing the noble truth, attaining nirvana, highest happiness. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ cảm ơn đạo hữu Đông Triều đã post bài. Dạ con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bụt thầy dạ. Dạ con không thấy con nghe gì hết, con không biết là có ai lên không. À, dạ thưa xin anh đồng triều post bài lại cho Nguyên Như ạ. Nguyên Như bị đá ra miết không có thấy được bài ạ. Dạ đạo tràng có nghe được con đài chưa ạ? À? Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin đọc bài. Tát tha chắc khu đoà rí cát chích tà nằng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rằm má nằng tành chá bách chúc bành nằng ê quá tá thà sô tá đoà rí cá chích tà đi nằng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chúc bành nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính vì hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rikachitta nằng bá ná chấp bí thăng bí bách chúp ban nằng á tì tằng á nà gá tằng cà lá quý mút tằng chá giá thà rá hằng à làm bá nằng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quý mút tà nành cha bá ná bí tí sành thí phá hoàng gá chú tích sành khà tà nàng chấp bí thầm bí giá thà sầm phá hoàng về phùy về ná phá hoàng tá rề chất tòa đá rác hí tăng bách chúp bành nằng á tì tăng bành nắp tiếp phù tăng hòa cầm mằng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tá sầm mát tăng à làm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó. Dạ bài nó nhảy mất tiêu, để con ráng con kiếm lại. Như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ đạo tràng, còn nghe con không mà, xin cho con tín hiệu ạ. Dạ. Dạ cảm ơn chánh tâm. Tề su chắc khu vinh nhà nà đi ni giá thà cá mặn ru bà đi ê kê
ca lâm bá na nề quá má nô đoà tuất tí cần bá na ru bà đi bàn trà lâm bá nằng xề xà ni cá mà quá cha ra quý bà cà ni hát xá ná chích tàn trà tí sắp bá thà bí cà mà quá cha ra lâm bá na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala niche quá nhà ná vip bayutta chawana nicha tilo kutarawat chí ta sắp bà làm bá nà ní, những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoài trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sầm bá yút ta cà mà quá chá rá cú xá là ní chê quá bằng cha mắt cha na sằng kha ta phình nhà cú xá lành cha tí á ra hấp ta mắt ra phá lá quách chí ta sắp bà làm bá nà ní, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí không gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sầm bá yút ta cà mà quá chá rác quý già chề quá quý già phình nhà quát thá bá nành chà tí sắp bá thà bí sắp bà lầm bá nà ní, những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rupe suduti yata tuttha nimahak gata lambana ni se sa nimahak gata chitta nipana sabba nipipan nyatta lambana ni lo kuttara chitta ni nipana lambana ni ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa ba rít tầm hí cha chít tà ni ma hắc gá tề ê ca quý sa tí vô hà rề ách tha nít bà nà gá nà gồ cha rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nành trà giá tá ná, không vô biên xứ, và akinh chanh nhà giá tá ná, vô sở hữu xứ, 15 cộng 6 bằng 21, đến những khái niệm, ca xí ná, 8 đến Niết Bàn. Quỳ xà nút tá rá mút, tầm hí ác gá mắt, gá phá lút chi tề, bành chá sắp bách thá chách chề tí sắp, ta thà ta tha sằng gá hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả đối tượng ngoài trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiện sắc giới. Afin nhà kusala chitta liên quan đến tất cả ngoài trừ đạo và quả a la hán. Và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm mano dvara vachana liên quan đến tất cả.
Dạ, như vậy là đã hết bài rồi phải không anh Đồng Triều? Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy. Con xin kính mời thầy Kinh có thể đăng đàn để dạy cho chúng con ngày hôm nay, thưa thầy. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Dạ, rất là xa thú ha. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần kỳ trước mà từ đầu học tới chân đế, cảnh chân đế đó quý vị. Học cảnh chân đế đó, ok. À, cái nơi gì trong cái phần đọc Bali rồi đó. Thấy nữ chiếm đa số ha. Nữ mạnh hơn nam nhiều quá. Nam yếu xìu, mất tiêu hết trơn. Âm thịnh mà dương si, cái này không xong. Này quý vị phải làm sao lấy lại phong độ lại nha, để bị Như Châu Nguyễn rồi Nguyên Trang này kia là lấn áp quá. Lấn áp quá không được. Như ngồi na mà xìu mà trơn. Chánh tâm nè, chánh tâm để tập lại sao chứ, chánh tâm đọc Bali nghe chưa được, nghe giống như đọc tiếng Ấn Độ, tiếng Campuchia vậy. Chánh tâm phải học nghiên cứu lại, phải học lại, có gì cứ hỏi bạn bè, hỏi người nào mình như hỏi Nguyên Như hay là hỏi Nguyên Trang hay hỏi gì đó, đọc kỹ lại từng câu chữ lại, đọc chưa được. Để thôi mấy nữ ăn hiếp quá, ăn hiếp nào quá. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo, bữa là tới số 8 ha. Cái này mình tới số 9. Số 9 cảnh tục đế. Thì là cảnh chân đế ha. Giờ mình học cái cảnh tục đế. Lô giá sắc trà rầm á. Cảnh tục đế. Yeah, lo cái giá sắc trà rầm mát nát ghi nhà kịp nha. Rồi cảnh thực đấy sẽ học chi pháp. Chi pháp hai chấm danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Rồi danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định là gì quý vị? Alo, danh chế định có bao nhiêu pháp, nghĩa chế định có bao nhiêu pháp, alo. Sáu, bảy, tổng số là nhiều là 13 đúng không, 13 pháp. Sáu, bảy là 13, ok. Mười ba rồi, đúng rồi. Giờ ai tình nguyện giơ tay lên đọc lượt 13 pháp này các bạn. Ai tình nguyện đó giơ tay coi. Để coi ai ở đây đi chỉ nha, giờ chỉ nha. À, giờ chỉ nha. Làm giờ cái tên này. Thôi giờ Quanh Phan đi. Rồi Quanh Phan mới là mời Quanh Phan lên đọc 13 pháp chế định này coi. Quanh Phan giơ tay coi. Là gai đã mất lên rồi. Có mặt không? Im ru rồi, trốn đâu rồi. Quanh Phan đâu rồi? Rồi xin đọc ha. Rồi mời. Dạ, Mô Phật. Con xin đảnh lễ thầy Kinh. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc danh chế định. Danh chế định gồm có 6. Danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn. Dạ con xin đọc nghĩa chế định nè. Nghĩa chế định thì có 7. Dạ, hình thức, hiệp thành, chúng sanh, thời gian, hư không, phương hướng, hình tướng. Dạ con xin hết. Có gì thầy rồi, xa thứ ha. Rồi như vậy là chúng ta có
13 pháp chế định. Và chi pháp có 13 pháp chế định. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết ha. Thứ nhất là giờ biết cảnh chế định rồi đó. Và những cái tâm nào biết cảnh chế định? Nhất định. Thì bây giờ mình ghi là biết nhất định. Biết nhất định, hai chấm. Biết nhất định, hai chấm. Có 21 tâm. 21 tâm. 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Cộng 3 không vô biên xứ. Cộng 3 không vô biên xứ. Cộng 3 vô sở hữu xứ. 15 tâm sắc giới. Cộng 3 không vô biên xứ. Cộng 3 vô sở hữu xứ. Rồi, chính xác ha. Rồi giờ để chỉ điểm đó nha, chỉ ai lên đọc giùm 15 21 tâm này coi, này coi ai đây. Rồi giờ Hà, rồi mời Hà lên đọc 21 tâm này coi. Hà vô ta coi. Hello, đã mất rồi. Rồi. Dạ con nghe rõ mà. Dạ, cảm ơn Trang. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Linh, con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ, con xin đọc 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới có tâm thiền, tâm quả và tâm di tế, tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền, tâm quả thì có tâm sơ thiền, tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tứ thiền, tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Tâm di tát thì có tâm di tát sơ thiền, di tát nhị thiền, di tát tam thiền, di tát tứ thiền, di tát ngũ thiền. Và ba tâm không vô biên xứ thì có tâm thiền không vô biên xứ, tâm quả không vô biên xứ, tâm di tác không vô biên xứ. Và ba tâm vô sở hữu xứ thì có ba tâm thiền vô sở hữu xứ, ba tâm có một tâm thiền vô sở hữu xứ, một tâm quả vô sở hữu xứ và một tâm quả tâm di tác vô sở hữu xứ. Dạ con xin xuống. Xa thứ, xa thứ ha. Rồi tâm thiền từ tân tân thiền. Rồi như vậy là chúng ta có được 21 tâm biết cảnh tục đế nhất định. 21 tâm biết cảnh tục đế nhất định. Rồi bây giờ mình lôi xuống cái thằng 15 sắc giới nè. 15 tâm sắc giới. Tại sao 15 thằng tâm sắc giới biết cảnh chế định nhất định? Quý vị theo quý vị thì sao? Tại sao nó biết cảnh chế định nhất định? 15 tâm sắc giới. Suy nghĩ coi, 15 tâm sắc giới tại sao nó biết cảnh tục đế nhất định? Vì sao? Nguyên như, nguyên trang, chánh tâm, thiện hữu chỉ bất đề mục thiền là khái niệm. Nguyên như gì đây? Nguyên viết gì kìa? Tật rồi, nguyên như tật rồi. Chánh tâm lấy bốn đề một bốn mươi một thực lễ. Còn hai nữa không? Chánh tâm để ý lại cái này nha, 40 đề một lịch trật đó nha, không đúng nha. Thiền hữu đúng rồi, chỉ bắt đề một thiền khái niệm, là bắt đề mục thiền đối tượng là tục đế gọi là như vậy. Cái gì đây? Rồi bây giờ ha, giờ mình
mình nói về cái 15 tâm sắc giới ha, tức là tâm này á, là những cái tâm đắc thiền rồi, đắc thiền và những cái tâm quả và tâm di tác. Thì những cái loại tâm sắc giới này nó có cái đề mục của nó là thuộc về đối tượng, thuộc về chế định. Chẳng hạn như lấy casina, 10 cái casina, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, hư không, ánh sáng. Thì lấy 10 casina đó là nó niệm. Ví dụ cái đất, niệm đất cho đến khi nào mà đắc được cái sơ thiền. Thì những cái đề mục này á, thì hoàn toàn là những cái đề mục thuộc về mình chế định, mình đặt ra, đặt cái tên ra, mình đọc, mình tụng, niệm đó. Thì như vậy là 15 tâm sắc giới này đối tượng hoàn toàn là thuộc về chế định pháp. Cho nên đối tượng nó là thuộc về đề mục chế định. Thì đề mục chế định mà để đắc được thiền đó, nó có 26 thôi chứ không phải là 40 nha. Có những cái đề mục như niệm Phật, pháp tăng thì mấy đó không có đắc được á, không có đắc thiền được đâu. Thì giờ 26 đề mục chế định đó, thì nó gồm có 10 casina nè, hay là kêu là 10 hoàn tỉnh đó. 10 hoàng tịnh, 10 casina, 10 bất mỹ, 10 cái quán gì bất mỹ, 4 tứ vô lượng tâm, rồi quán thể trược, quán hơi thở. Thì như vậy mình có 26 đề mục chế định, 10 casina. Quý vị có nghe không? Alo. Rồi, đó, như vậy là mình có 26 đề mục là có khả năng là đắc được định, đắc được thêm. Chứ không phải 40 nha, 40 tập nha. Rồi, đó là như vậy là tâm 15 tâm sắc giới bắt đối tượng là chế định để mà thành tựu được đắc thêm. Rồi, ba không vô biên xứ bậc cảnh chế định nhất định. Tại sao? Hello. Không vô biên xứ ba không vô biên xứ bắt cảnh chế định nhất định. Ai còn nhớ không ta? Thì không làm tới bất cảnh bất cứ với ngũ thiền là đề mục này nữa. Gì đâu mất rồi. Châu Nguyễn, Nguyễn Như, Nguyễn Trang, Quỳnh Phan, Lý Mỹ, Hà có rồi hả? Thiện Hữu có giờ Thiện Hữu có rồi hả? Gì đây, Chánh Tâm. Rồi, xa thú ha. Như vậy là chính xác nhất là gì? Là Lý và Quỳnh Lý nè, Quyền Trang nè, Quyền Như ha, Chánh Tâm ha. Rồi như vậy là tại vì cái không vô biên xứ này nó muốn thành tựu được không vô biên xứ, nó phải bắt lấy cái quan tướng của cái ngũ thiền sắc giới, rồi nó mới tưởng tượng, nó mới suy diễn ra từ cái quan tướng, nó trở thành là hư không vô cùng tận, hư không vô cùng tận, nó niệm trong đầu như vậy thì nó bắt cái quan tướng đó để nó thành tựu được cái thiền sơ thiền vô sắc giới. Cho nên đó cũng là đối tượng thuộc về chế định luôn. Rồi tới vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ thì bắt lấy đối tượng nào có gì? Không có chi. Rồi, một người không có chi. Thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ làm này một. Rồi, thức
tức vô quyền xứ. À, mà bắt thứ vô quyền xứ này là nó còn hay là nó mất rồi quý vị? Tức vô quyền xứ còn hay thứ quyền xứ mất? Đã mất xà thú, xà thú được được ha. À, đúng rồi, nó bắt cái thức vô quyền xứ diệt mất, nó bắt rồi bắt đầu anh tưởng tượng ra không có gì, không có gì ha. À, do cái suy diễn vậy là đạt với một cái tình trạng thái nó đắc vô cái vô sổ xứ, là giống như mà những người ta nghĩ tới vấn đề mà tu về cái chấp không đó, niệm không 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 không, từ cái này tới suy diễn qua kia. À, nhưng mà ta quên là muốn đạt được cái không này là phải tu từ sơ thiền sắc giới lên tới ngũ sắc giới, rồi sơ thiền vô sắc giới, rồi nhị thiền vô sắc giới, rồi tam thiền vô sắc giới, chứ không phải tự không mình có. Do mình là tưởng tưởng tượng như tưởng voi ha, nó cắt lắc ha. Thì như vậy ba cái vô sở hữu xứ này lấy cái đề mục chế định, tức là do cái suy diễn về cái sự không của cái thức quyền xứ. À, đó là như vậy. Thì như vậy chúng ta có 15 tâm sắc giới, biết cảnh chế định, ba không vô quyền xứ và ba vô sở hữu xứ, biết cảnh tục đế chế định một cách nhất định. Ngoài ra nó còn biết gì khác không quý vị? Ngoài ra những loại tâm biết cái gì khác không? À, không, nó không có biết gì khác đó. Lúc này nó chỉ lấy một đối tượng duy nhất để mà nó thành tựu không? À, nó không thể nào biết cái cảnh nào khác ngoài cái cảnh thực tế này. Rồi, đó là chúng ta qua cái sự biết mà nhất định. Rồi giờ biết không nhất định. Biết không nhất định, hai chấm. Có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm. Một là kháng ý môn, kháng ý môn. Mười hai tâm bất thiện, mười hai tâm bất thiện. Tám thiện dục giới, tám thiện dục giới. Tám duy tác dục giới. Cộng hai tâm thông. Đủ 31 không ta? 1, 12, 13, 13, 8, 21, 9, 31. Đúng rồi, 31 tâm. À, tổng số là mình có biết tục đế bốn tâm, nhưng mà nó không nhất định, nó không nhất định ha. Thì như vậy chúng ta thấy là cái kháng ý môn, thứ nhất là lôi kháng ý môn xuống, tâm nó biết cảnh tục đế mà không nhất định. Tại sao? Alo. Biết luôn chân đế, tục đế, biết luôn chân đế, xà thú ha. Hà giỏi quá ta, Hà đó học với ai trước cũng có căn bản ha, biết không? Giỏi ha. Xà thú ha, xà thú 10 điểm, 10 điểm. Rồi, bây giờ 12 bất thiện nè. 12 bất thiện này biết tục đế nè. Rồi nó biết gì, nó biết chân đế không? 12 bất thiện biết không? Biết luôn ha, nó biết luôn trần đế luôn. 12 bất thiện này cũng ngọc lắm, nó dữ dằn lắm, thể hiện nguy hiểm lắm. Nhất là mình vô thiền là nó biết luôn, là mình thiền, mình tưởng mình thiền bằng tâm thiền, thiền ngay dèm thiền tâm bất thiện là khổ. Rồi 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Biết được chân đế, tục đế, biết luôn cả hai không?
Biết luôn ha, biết luôn, xà thú ha. Quá giỏi luôn. Rồi, tám di tác dục giới. Biết tục đế không quý vị? Biết chân đế không? Alo. Có luôn ha. Rồi, xà thâm thì dữ dằn ha. Biết cả chân đế luôn, tục đế và chân đế luôn. Thì như vậy chúng ta có được tổng số là nhiêu? Nhất định là mấy và bất định là mấy? Alo. Nhất định là 21 đúng không? Nhất định, không nhất định là 31. Rồi tổng số là 52 tâm. À, biết cảnh tục đế. À, đó giờ mình học tục đế mình không biết làm sao. Bây giờ tới nó có những cái tâm mà biết cảnh tục đế nó tới 52 tâm. Quá chừng ha. Học mà thấy nhiều cái độc đáo vậy đó không. Rồi như vậy là chúng ta học xong cái nhóm B, bây giờ mình qua nhóm C. Nhóm C từ 10 đến 12. Nhóm C từ 10 đến 12. Cảnh dục giới, nhóm C từ 12 số 10, cảnh dục giới, Kama Ramana, cảnh dục giới. Chi pháp, 2.21, sắc pháp. Mở ngoặc trừ 7 sắc cảnh, đóng ngoặc. Mở ngoặc trừ 7 sắc cảnh, đóng ngoặc. 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới. Rồi, được chưa? Ghi xong chưa? Rồi suy nghĩ kỹ nha. 21 sắc trừ 7 sắc cảnh. 7 sắc cảnh là 7 sắc gì quý vị? Alo, ai cho biết coi. 7 sắc cảnh là gì? Rồi, như vậy chúng ta có sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc tức là đất, lửa và gió. Thì như vậy chúng ta có được là bốn, là bốn cái sắc cảnh giới, cộng với đất, lửa, gió là bảy, đúng không? Như vậy là mình trừ ra bảy cái sắc cảnh này, tức là sắc, thinh, khí, vị và tam đại. Thì 28 sắc pháp trừ cho bảy còn là 21 sắc pháp. À, chi pháp là 21 sắc pháp, nhưng mà thực sự này gọi là cảnh dục giới ha. Mình đang nói về cảnh dục giới thì chi pháp mà nói 21 sắc pháp á, trừ 7 cái sắc cảnh này ra là thật sự 7 sắc cảnh này nó cũng là cái luôn. Vậy để cho này nha, chứ không phải là không phải đâu. À, vẫn là cảnh dục giới, nhưng mà bởi vì nó đã được trình bày ở trên cái phần mà cảnh sắc, cảnh tinh, khí, vị, xúc rồi cảnh ngũ đó, thì nó đã trình bài đó. Giờ đây ta lấy ra bớt, gọi như là chỉ lấy 28 21 sắc trừ nó ra thôi, nhưng mà thực sự nó vẫn là cảnh dục giới, là không phải đâu, đúng chưa? Nó vẫn có nằm trong phần cảnh dục giới thôi, chứ không phải là không có. Nhưng mà giờ mình lấy chi pháp ra vậy cho nó bớt đi chứ. Rồi 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới là những tâm gì? Alo. 54 tâm dục giới. Mười hai, mười tám, hà thấu ha. 12, 18, 24. Gì vậy?
thì nói cũng được vậy, thì nói cũng được, nói nhưng mà bỏ hết ra cho nó dễ thở nhất. Bây giờ mình muốn nói hành pháp thì lấy hành pháp cũng được, có gì hết. Rồi bây giờ mười gì đó mới lấy tới đâu qua này, 5-4 tay ghế hả, 5-4 tay ghế rồi xong ha, 5-4 tay ghế rồi xong ha. Rồi bây giờ 54 tâm dục giới thì gồm có 18, là 18 gì quý vị? 18 gì đây? Để chị điểm nha, khoan, để chị điểm rồi là nói cái nha. Chị điểm nha. Chị điểm Châu Nguyễn lên đọc 18 tâm ra, 18 cái đó là 18 gì đây? Châu Nguyễn đâu, giơ tay coi. Giơ tay coi. Alo. Lên bắt rồi. Giơ tay lên, trốn đâu rồi? Một xem rùa. Yeah. Rồi, lên ha, đọc nha. Đọc cho chính xác nha. Nam mô Bố Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con... Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được đọc 18 tâm vô nhân ạ. 18 tâm vô nhân gồm có 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. 15 tâm quả vô nhân gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân, gồm có nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, và quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tám tâm quả thiện vô nhân gồm có nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, và quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Và ba tâm duy tác vô nhân gồm có tâm kháng ngũ môn, tâm kháng ý môn và tâm ưng cúng vi tiếu. Dạ thưa con đã đọc xong mà con có sai, con nhờ thầy sửa giùm con à. Dạ con xin phép được xuống bích ạ. À. Rồi, đúng không quý vị? Đúng không? Alo, cho biết đi. Đọc chính xác không? Đúng ha. Xa rồi, tặng bông đi chứ, tặng bông đi chứ, xa thú tặng bông đi chứ. Tặng bông lên rồi, xa thú ha. Rồi bây giờ tới để chỉ thêm người nữa nha, lên đọc dùm bông rồi, đây rồi, rồi, rồi. Lên đọc dùm tâm dục giới tịnh hảo ly trí, tâm dục giới tịnh hảo ly trí, mời Nguyên Trang. Rồi, Nguyên Trang đâu? Tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Giơ tay lên coi. Rồi, mời Nguyên Trang nha. Dạ, dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, tâm dục giới tịnh hảo ly trí là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Tâm thiện thì có tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả thì có tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô duy tác, thì có quả thọ tâm thọ hỷ ly trí vô trợ,
tâm di tác thọ hỷ ly trí hỗ trợ, tâm di tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm xả ly trí hỗ trợ. Thì tất cả có 4 nhân 12 ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con ạ. Alo, đúng không? Đúng chưa? Đúng ha, rồi cho băng lên xà thử. Rồi bây giờ mời thêm mời Mr. Bá Phúc. Rồi Mr. Bá Phúc lên đọc tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Rồi Mr. Bá Phúc lên đọc tâm dục giới tịnh hảo hợp trí coi. Rồi xin sửa mic nha. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ, đó là tâm đại thiện. Bây giờ tâm đại quả thì có là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, rồi tâm đại quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại tố thì có tâm đại tố thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại tố thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại tố thọ xả hợp trí hữu trợ. Xin hết. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Rồi, xà thử là chính xác không? Rồi, giờ mời thêm người nữa nha. Rồi, bây giờ mời để coi, mời Quỳnh Lý lên cho biết tâm vô nhân có bao nhiêu loại thọ. Rồi, mời Quỳnh Lý lại coi tâm vô nhân có được bao nhiêu loại thọ. Giờ ba cái coi. Rồi, xin mời. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo và son con xin kính lãnh lễ Thầy Kim và kính lễ tất cả đạo tràng. Tâm vô nhân thì ở đây con thấy tâm quả bất có thọ, tâm quả thiện vô nhân thì xin lỗi, tâm quả bất thiện vô nhân thì có thọ xả và thọ khổ ở trên thân. Tâm quả thiện vô nhân thì có thọ xả, thọ lạc và thọ hỷ. Tâm duy tác thì có thọ xả và thọ hỷ. Như vậy tất cả các thọ là có thọ xả, thọ khổ, thọ lạc và thọ hỷ. Dạ con xin hết. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Đúng không? Alo. Đúng ha, xà thử rất là xà thử ha. Rồi như vậy là tất cả nắm được chính xác ha, không có tắt đâu ha. Rồi bây giờ mình đi tới đâu, bây giờ tới đâu rồi, 10:17 giờ nhất tới tâm nhất định cho ra chưa chị pháp, mà có chị pháp sao không chưa hả? Giờ rồi tâm là biết nhất định nè. Biết nhất định, biết nhất định có 25 tâm, biết nhất định có 25 tâm. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng nghi môn, bảy tâm vô nhân trừ kháng nghi môn.
tám tâm đại quả dục giới. Tám tâm đại quả dục giới. Tám tâm đại quả dục giới. Rồi, như vậy là mình có được 25 tâm biết cảnh dục giới nhất định. À, tức là biết cách chính xác một cách nhất định là có 25 tâm. Thì lôi nó xuống là 17 thằng tâm vô nhân. Lôi xuống. Trừ cái kháng nghi môn ra là nó có 17 tâm vô nhân. À, tại sao 17 thằng tâm vô nhân này nó chỉ biết cảnh dục giới thôi quý vị? 17 tâm vô nhân là những loại tâm nào? Ngày nãy đọc rồi ha, nhớ ha. Kể sơ cái coi. 17 tâm vô nhân kể sơ dụng cái coi. Thủ xong hết. Đó, thủ xong hết. Hai tiếp theo. Rồi, ok. Ba quan sát. Ba quan sát. Đúng rồi, rồi gì nữa. Kháng ngũ môn. Ok. Kháng ngũ môn. Đâu có kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn trừ rồi. Trừ kháng ngũ môn ra. Vi tiếu ân cúng. Xà thử vi tiếu ân cúng. Rồi. Như vậy là mình có 17 tâm vô nhân. Trừ kháng ngũ môn ra. Tại sao 17 tâm vô nhân này nó chỉ biết cảnh dục giới? Bởi vì 17 tâm vô nhân này quý vị thấy nó đâu có bắt được cảnh thiện. Mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, nó nằm trong lộ ngũ môn ha, tức là lộ thuộc về sắc thinh khi bị xúc, qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi tiếp thâu rồi quan sát, thì nó chỉ bắt được cảnh dục giới thôi, chứ nó không bắt được cảnh sắc giới, không được bắt được cảnh thiền, hoặc là nó không bắt được cảnh sự thế, thì cho nên 17 tâm vô nhân này nhất định nó chỉ biết cảnh thuộc về giới hạn của dục giới thôi. Nhưng nó không có biết được những cảnh ngoài ra cái đó. Đó là cái lý do thứ nhất tại sao 17 tâm vô nhân chỉ biết cảnh dục giới nhất định. Vì nắm được chưa? Alo. Alo. Nắm được ý nào? Được ha, tức là 17 cái tâm vô nhân này nó chỉ bắt được những cái cảnh liên hệ đến dục thôi, dục gì đâu trong phạm vi dục giới thôi, còn bước qua lãnh vực thiền, lãnh vực đắc đạo quả thì nó không thể biết được. Cho nên 17 tâm vô nhân này chỉ bắt được cảnh dục giới một cách nhất định. Rồi cái kháng nghi môn tại sao nó không có? Bởi vì cái tâm kháng nghi môn này nó vừa bắt cảnh dục giới được, mà nó vừa bắt được cảnh mà chân đế vẫn được luôn, nó bắt được cảnh siêu thế vẫn được luôn, bắt được cảnh thiền vẫn được luôn. Bởi vì nó là một cái loại tâm mà nó có trong cái lộ ngũ môn và nó có trong cái lộ ý môn, lộ đắc thiền đắc đạo gì nó cũng có hết. Cho nên kháng nghi môn này nó chỉ biết nó biết cảnh dục giới mà nó biết ngoài ra nữa, nó biết nhiều thứ ha. Rồi tám tâm đại quả dục giới. Tám tâm đại quả dục giới tại sao chỉ biết cảnh dục giới? Quý vị biết là sao không? Alo, tám tâm đại quả dục giới. Tám tâm đại quả dục giới. Đâu chánh tâm lên đồ, trình bày tám tâm đại quả dục giới là những tâm nào? Ngài mời chánh tâm coi. Dạ, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính xin chào, kính chào sư Di Linh và con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, tám tâm quả thiện dục giới là thứ nhất là tâm quả thọ hỷ hợp chí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp chí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly chí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly chí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp chí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp chí hữu trợ, tâm quả
thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ, là tám tâm đại quả thiện dục giới tình hảo. Là vì tâm quả nên nó nên nó mới không có còn xuống. Chỉ là câu đọc thôi, con xin xuống mít, cảm ơn. xa lắm. À, đúng không quý vị? Kể là đúng không? Kể là vậy đúng không? Rồi đúng ha. Ok, xa lắm. Nói nữa là thật á. Kể là đúng, là nói nữa là thật á. Cũng biết khôn nhưng lại biết khôn hồn nhưng lại. Rồi tại sao đại quả dục mà nó chỉ biết cảnh dục giới thôi, nó không biết những cái khác vậy. Bây giờ mình phải hiểu là tại sao ha. Bám tâm đại quả dục giới này sự nó là cái gì quý vị? Còn biết không? Có biết cái gì nào? Biết thật sự nó không? xa thứ đúng như vậy. Tám tâm đại quả này nó chỉ một cái phận sự là tục sinh, hộ kiếp, Phật tử. Mà khi làm những cái công tác tục sinh, hộ kiếp, Phật tử thì chỉ tục sinh trong cõi dục giới, chứ nó không có tục sinh trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới ha, mà chỉ tục sinh trong cõi dục giới. Nên chính vậy tám tâm đại quả này nó chỉ bắt được cảnh dục giới mà thôi, chứ nó không bắt được cảnh vô sắc giới. Đó là cái vấn đề tâm đại quả dục giới, nó chỉ biết cảnh dục giới nhất định. À, đó là như vậy. Rồi, nắm được chưa? Alo. Rồi ha, dễ quá ha. Ủi, nghe có gì đâu. Rồi, biết không nhất định. Biết không nhất định, hai chấm. Biết không nhất định có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Tâm thiện dục giới tình hảo. 8 dục giới tình hảo. Di tác dục tình hảo. Rồi, cộng là tới kháng ý môn. Kháng. Hai tâm thông. Rồi, như vậy mình có 12 với 8, 2 chục, 28, 9, 31 tâm cảnh dục giới không nhất định. Đúng chưa? Rồi, chỉ cái ra nhà ai lên nói được nha. Hà lên nói về tâm bất thiện nó có được bao nhiêu thọ. Rồi, giơ tay lên coi. Giơ liền lên coi. Bất thiện có được bao nhiêu thọ. Rồi. Dạ, con kính định lên. Đang ngồi thành kính chào thầy kinh tràng. Dạ, con thấy trong 12 tâm thiện thì cái tâm tham nó có hai thọ, thọ hỷ, thọ xả. Tâm thì nó có thọ u, mà tâm si thì nó có thọ xả. Thì tất cả con thấy có ba thọ. Thọ hỷ, xả, u. Dạ. Con nói không biết có đúng hay không, thầy sư cho con. Rồi, đúng rồi quý vị. Không, alo. Quý Như đúng không? Nhưng ghi tới 4. Rồi, xa lắm. Rồi, bây giờ Quý Như lên nói thử rồi. Tâm bất thiện có bao nhiêu hỗ trợ? Cho tay coi.
tâm bất thiện có bao nhiêu hữu trợ. Giờ tay đã mất đi rồi. Dạ thầy, con kiếm cái mít không ra. Dạ, sa thú. À, dạ, thầy nói là 12 tâm bất thiện thưa thầy. 12 tâm bất thiện thì cái phần vô trợ nó sẽ có là trong phần tâm tham thì vô trợ nó có 4 cái vô trợ và nó có 4 cái hữu trợ. Thì cái trong tâm tham tọa hỷ thì nó có một cái hỷ vô trợ hợp tà, một cái hỷ vô trợ ly tà. Trong cái thọ xả của tâm tham thì nó có một cái tâm tham thọ trợ hợp tà, một cái tâm tham thọ xả vô trợ ly tà. Thì trong tâm tham thì nó có 4 cái vô trợ. Còn có tâm sân thì nó có một cái hợp phấn vô trợ và hợp phấn hữu trợ. Thì tâm sân mỗi thứ một cái. Còn tâm si thì nó cũng không có vô trợ hay không có hữu trợ thưa thầy. Giờ con xin xuống nè. À, có mấy vô trợ, mấy hữu trợ quá vậy? Chưa nói hết, chưa nói hết ý. Mấy giờ này? Có mấy vô trợ, mấy hữu trợ. Rồi, lên tiếp. Dạ thưa thầy, nó có tâm tham thì 4, tâm tham thì có 2 vô trợ, tâm sân có 1 vô trợ, là tất cả có 3 vô trợ. Tâm tâm trợ thì tâm tham có 2 cái trợ và tâm sân có 1 cái hữu trợ, là có tất cả là 3. Như vậy 3 cộng 3 là 6 thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Vô trợ. Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy hỏi là vô trợ thôi thì nó có là vô trợ thì nó có 5, tự vì hai cái tham hỷ, hai cái tham xả là 4 cái vô trợ, với lại một cái vô trợ của thằng sân là 5 vô trợ thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. À. Dạ thú quýu hỏi quýu lắm tôi tùm lum tao. Rồi năm vô trợ, năm hữu trợ, phải có chia năm năm hết mới được lên rung. Rồi bất tử rung. Rồi như vậy là bây giờ mình nói là biết không nhất 31 tâm, 12 bất thiện, 12 bất thiện biết cảnh, cảnh này cảnh gì, cái gì, alo, cảnh mới học là cảnh gì. Làm gì qua nè, alo, cảnh dục giới, cảnh dục giới. Rồi 12 bất thiện, tại sao nó biết cảnh dục giới mà không nhất định? Tại sao? Biết luôn cả tục đế và nó biết luôn cả những cái khác ngoài ra, nó biết được chân đế luôn, nó biết nhiều thứ nhiều loại lắm, cho nên 12 bất thiện này nó ghê gớm lắm, đủ thứ vậy. Rồi 8 thiện dục giới thì cũng vậy, 8 di tác giới cũng vậy ha. Rồi kháng ý môn thì mình cũng đã biết rồi ha, nó biết tục đế, nó biết chân đế, nó biết dục giới, nó biết sắc giới, đủ thứ chuyện. Hai tâm thông cũng vậy luôn. Thì như vậy biết không nhất định, chúng ta có được 31 loại tâm. Biết vừa cảnh dục giới mà vừa cảnh chân đế, cảnh chế định, vân vân, nó biết nhiều thứ nhiều loại. Cho nên là biết không nhất định là có 31. Thì như vậy tổng số là biết cảnh dục giới nhất định thì có 25 đúng không?
25 cộng với lại 31 thì chúng ta có nhiều 56, tổng số là 56, đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta biết được cảnh dục giới có tất cả là 56 thông qua được chưa ha? Hiểu rồi ha, nắm được ha. Rồi thêm cái cảnh nữa ha, rồi thêm một cảnh nữa rồi tính số 11 là cảnh đáo đại. Cảnh đáo đại Mahakata Ramana. Rồi, chúng ta cần chi pháp 27. Chi pháp có 27 tâm thiền. Có 27 tâm thiền. Là tâm gì quý vị? Alo, cho biết đi, 27 tâm thiền là gì đây? Kể ra coi. Mười lăm sắc giới và 12 vô sắc giới, sao đúng vậy? Là mình có làm 27 tâm thuộc về đáo đại ha, tâm thiền ha, hoặc tâm thiền ha. Rồi như vậy 7 tâm thiền này biết nhất định, quyết định biết nhất định có 6 tâm. Biết định có 6 tâm. Được chưa? Biết định có 6 tâm ha. Và 3 thức vô biên xứ cộng 3 phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ba thức vô biên xứ cộng 3 phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Rồi, như vậy là 6 cái tâm này nó biết cảnh đáo đại một cách nhất định, bởi vì ba cái thức vô biên xứ này nó bắt cái đối tượng nào quý vị? Đối tượng nào? Bắt không vô biên xứ thì không vô biên xứ thuộc về cảnh đáo đại ha, thuộc về cảnh thiền, cảnh đáo đại. Rồi xà thú, rồi ba cái phi tưởng xứ nó bắt cảnh nào đây? Phi tưởng xứ đối tượng là cái gì? Là vô sở hữu xứ, xà thủ, xà thủ. Nguyên Trang dạo này giỏi quá. Thì như vậy biết nhất định là chúng ta thấy có 6 tâm, là 3 thức vô biên xứ và 3 phi tưởng xứ. Biết nhất định là cảnh đáo đại, chứ không biết gì cảnh khác ngoài ra đó. Cho nên được gọi là biết cảnh đáo đại nhất định có 6 tâm. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải được sáng tỏ ha. Rồi bây giờ xuống là biết không nhất định có 31 tâm. Có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm. Được chưa? Kháng y môn. Kháng y môn là một ha. Mười hai tâm bất thiện, mười hai tâm bất thiện, tám thiện dục giới tịnh hảo, tám thiện dục giới tịnh hảo, tám di tác dục giới tịnh hảo, tám di tác dục giới tịnh hảo. Cộng
hai tâm thông. Rồi, như vậy là biết cảnh đáo đại không nhất định, và chúng ta có được 31 loại tâm. Thứ nhất là tâm kháng ý môn. Kháng ý môn là nó biết cảnh đáo đại mà nó biết cảnh dục giới luôn nữa. Nó biết nhiều thứ, nhiều loại ha. Cho nên kháng ngũ môn này biết cảnh đáo đại nhưng mà không có nhất định, không có bị đóng đinh vào cho nó ha, mà nó biết nhiều thứ, nhiều loại kháng ngũ môn. Rồi 12 tâm bất thiện cũng vậy, nó biết tôm lôm tà la, nó biết dục giới, nó biết cảnh chân đế thực đế gì nó cũng biết hết, nó biết nhiều thứ. Rồi 8 tâm thiện dục giới tình hảo cũng vậy, 8 di tác cũng vậy, và 2 tâm thông cũng như thế đó. Chúng ta đã qua được những phần trên, thì những phần dưới này mình thấy nó dễ dàng ha. Thì như vậy tổng số là chúng ta có được là 37 tâm biết cảnh đáo đại, đúng chưa? 37 tâm rồi, nhất định là 6, là không nhất định là 31, là 37. Tổng số là 37 tâm. Rồi, như vậy đó là cái cảnh đáo đại chúng ta có được 37 tâm. Đúng chưa? Mình học một cái cảnh nữa là xong ha. Cảnh học cái này đó là sao? Cảnh Niết Bàn, và số 12 là cảnh Niết Bàn. Số 12 là cảnh Niết Bàn. Rồi, Nibbana Ramana, cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn chi pháp 2 chấm, chi pháp 2 chấm là Nibbana. Nibbana chi pháp. Rồi, tức là chi pháp là Nibbàn á, Nibbàn. Rồi, biết nhất định có 40 tâm siêu thế. Biết nhất định có 40 tâm siêu thế. Này người ta tính gọn là có nhiêu vậy? Tính gọn lại là còn nhiêu. Hello. 8. Rồi giờ mời Quanh Phan lên đọc 8 tâm siêu thế này coi nha. Quanh Phan bao giờ ta coi. Phan nó mất rồi. Rồi, giờ lại nè. Dạ, mô Phật. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Sau đây con đọc 40 tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì có tâm quả, tâm đạo và tâm quả. Tâm đạo thì có năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo. Và tâm quả thì có năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả và năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả. Dạ con có phải cần đọc liệt kê ra hết không vậy thầy? Dạ vậy thôi con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn thầy. Đây, đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Đúng không? Tặng bông rồi chứ, đúng tặng bông rồi chứ. xa lắm, chính xác ha. Bốn đạo bốn quả, năm tầng thiền ha, điều đó về là xa lắm ha. Rồi, đó là 40 tâm siêu thế, hay nói gọn là 8, nói gọn là 8, nhưng mà nói ra là 40. Là biết cảnh Niết Bàn nhất định. 40 tâm siêu thế này á, thì nó chỉ biết duy nhất là cảnh Niết Bàn, chứ ngoài ra nó không biết cảnh gì khác hết, cho nên được gọi là biết cảnh Niết Bàn nhất định. Được chưa? Dễ quá ha, con này dễ hiểu ha. Khó thành tựu mà hiểu thì dễ. Học thì dễ, tại sao làm hoài không thấy đâu á, tìm cái Niết Bàn hoài không thấy. Rồi như vậy là 40 tâm siêu thế và nắm được cái cảnh Niết Bàn nhất định. Rồi biết không nhất định,
hai chấm có 11 tâm. Rồi, kháng ý môn. Tám thiện dục giới hợp trí. Tám thiện dục giới hợp trí. Cộng hai tâm thông. Chưa? Bao nhiêu rồi? 8 11 Rồi bây giờ kháng ý môn nó biết được cảnh niết bàn luôn. Bởi vì khi mà trong cái lộ đắc đạo đó, thì kháng ý môn nó làm mở đường cho cái đạo quả phát sanh, và chuẩn bị cần hành từng thứ bỏ bực chuyển tộc đạo quả này, đó là, thì lúc đó là cái lộ trình đắc đạo, và kháng ý môn này nó cũng bắt được cảnh niết bàn. Rồi tới cái động lực hợp tám dục, tám thiện dục với hợp trí cũng vậy, nó biết được cảnh niết bàn là do cái trong cái lộ tâm nó chuyển tâm, nó chuyển tánh là guru tra phú, nó chuyển tánh từ phàm thánh nó chuyển sang là thánh tánh, thì cho nên cái tầm hợp trí mới được nha, ly trí thì không được nha, chỉ có hợp trí mới có thể đắc được đạo quả thôi, chứ ly trí thì không thể. Thì khi mình học cái lộ tâm đó mình sẽ biết ha. Thì có thể biết được cảnh niết bàn luôn, hoặc là ví dụ như là sơ đắc được sơ đạo sơ quả, thì lúc đó gọi là gô tra phú gô tra phú là chuyển tánh, nhưng mà khi mà từ sơ quả mà lên nhị quả, tam quả, tứ quả, đã nhị đạo nhị quả đã lên thì nó không kêu là gô tra phú nữa, mà kêu là gô đá na, là tiến bậc mà tiến lên, tức là sơ đạo sơ quả lên nhị đạo nhị quả lên từ ha. Thì như vậy rồi đó là biết được cảnh niết bàn. Còn cái mà di tác cái tâm di tác hợp trí di tác trí là bậc của bậc gì quý vị? Di tác hợp trí là của bậc nào? A la hán thì đã thành tựu rồi ha, thì nó mình không có tính vô chỗ này được. Bậc a la hán mà biết được cảnh niết bàn chỉ khi nào vậy đó mà nhập vô lộ phản kháng đắc tứ đạo đó, họ nhập về quán lợi đó, quán về cảnh niết bàn thì họ nhập vô cái thiền quả, thì lúc đó họ mới thấy được, bắt lại cảnh niết bàn được. Bởi vì họ đã chứng đắc niết bàn rồi xong cái tâm họ trở thành tâm của một bậc di đắc, cho nên tâm di đắc hợp trí nó biết cảnh niết bàn. Chỉ có là hai trường hợp, là một là phản kháng đắc đạo đó. Đắc về tứ đạo tứ quả đó, phản kháng đạo, hoặc là họ nhập vô thiền quả của người láng thì họ mới thấy được cái mới bắt lại cảnh niết bàn. Còn bình thường tâm di đắc bình thường thì không có bắt cảnh niết bàn. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy nó có cái sự khác biệt. Bởi vì trực tiếp bắt cảnh niết bàn chỉ có là sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, mà tâm siêu thế đó nó bắt trực tiếp cảnh niết bàn ha. Rồi đó là chúng ta đã học xong coi như tới nhóm mấy nãy học nhóm C là dứt điểm ha. Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ nhóm C là hoàn tất. Quý vị nắm được hết không? Quan nghĩ không? Hiểu hết chưa? Rồi ok, rồi mời chánh tâm. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, và con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào đạo tràng. Thưa thầy, con có câu hỏi này ngoài cái đó, nhưng mà con cứ hỏi về cái vụ mà làm người đó. Thưa thầy, thì có người thì hai nhân, vô nhân hay là tam nhân, nhưng mà sao một nhân nó không có thì thầy? Chúng thầy giải, tại vì con cái nhân si có một nhân, tại vì người không có một nhân hả thầy, chỉ có là vô nhân, hai nhân hay ba nhân. Xin thầy giảng đáp tại sao không có một nhân gì thầy.
Dạ, con xin xuống mic ạ. À, xa lắm, xa lắm. Một nhân là biết nhân gì không? Bởi vì biết một nhân phải vô duyên á. Nhân vô duyên á. Tâm si là một nhân mà nó cho quả gì? Cho quả của nó là gì? Tâm quả mới làm việc tục sinh, mới thành chúng sanh được. Tâm si cho quả là gì nghiệp quý vị? Hello. Quả bất thiện, quả bất thiện, bất thiện vô nhân thì nó cho quả bất thiện vô nhân, thì khi mà tục sinh thì tục sinh bằng tâm quả vô nhân, chứ sao tục sinh bằng quả một nhân được, đâu có vô quả một nhân. Đúng chưa? Thì trong cái tâm quả là quả bất thiện, thì tâm si bất thiện, tâm si thì nó một nhân thiệt, nhưng mà nó là nhân. Và khi nó cho quả thì nó cho cái quả là vô nhân. À rồi đó, nắm được chưa? Bạn để giải quyết cái chánh tâm đó. Được rồi ha? Rồi mời quý vị. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ thưa, con kính chào thầy Kinh và kính chào toàn thể thầy đạo tràng. Kính chào dạ kính đảnh lễ sư Linh. Dạ. Dạ thưa thầy, hồi nãy mình nói là tám tâm thiện dục giới hợp trí đó thầy. Thì trong cái tám tâm thiện ở trên ngay cái chỗ mà dục giới á, thì là tâm thiện, là ngay cái chỗ tâm thiện á, thì nó có hai hợp trí, hai ly trí. Rồi nếu mà như vậy thì mình tính vô cái phần hai quả hả thầy, hai hợp trí của quả, hai cái hợp trí của xả của quả hả thầy? Dạ con có thắc mắc về cái phần đó đó thầy. Bốn tám cái, nhưng mà tại vì phần thiện thì cái hợp trí thì con chỉ nhìn trên cái thiện thì có bốn, và bốn cái nữa là mình tính cái phần quả đúng không thầy? Dạ con xin xuống mic ạ. Mà sao nói không hiểu ý mà. Thì thiện thì nhân thiện thì cho quả, những quả thiện dưới à, mình có học gì về cái nhân á, nhân thiện mà hợp trí thì cho bao nhiêu quả, thiện ly trí cho bao nhiêu quả, thì đó mình sẽ biết ha. Cái đó cũng dài dòng lắm, cái đó phải phân tích là dài dòng à, thì nó là như vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi giờ mời quý vị tiếp nha. Dạ lễ lễ bà ngồi tam bảo, con kính lãnh lễ sư Linh và kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ con có câu hỏi thưa thầy, trong cái tâm vi tiếu ứng cúng thì nó, con thấy nó nằm trong vi tế, nhưng mà nó lại nằm trong tâm vô tịnh hảo, mà tại sao nó lại nằm trong vô tịnh hảo? Cái nụ cười của bậc A La Hán mà tại sao lại trong vô tịnh hảo ạ? Dạ con xin xuống mic. Xa thú. Bởi vì tại sao nó nằm trong vô tịnh hảo? Bởi vì nó không có những cái nhân tịnh hảo đồng sanh chung, thì nó kêu là vô tịnh hảo, là không có nhân tịnh hảo. Nắm được chưa? Là tâm vô nhân, bởi vì tâm đó khi mà làm việc mỉm cười, cái tâm nó không có những cái nhân tịnh hảo. Nắm được ý nào? Nắm được rồi. Tâm vô nhân nó có những cái tâm tịnh hảo quý vị, nó có vô tham, vô sân, vô si không? Đâu có đâu, nó đâu có những cái nhân đó. Nó chỉ làm việc mỉm cười một cách là máy móc vậy thôi, thấy mỉm cười thôi, và nó rơi vào trong cái tâm di tác vô nhân. Tại vì nó không có những cái nhân tịnh hảo đồng sanh chung, thì được gọi là tâm nó xếp vô nhóm là vô tịnh hảo. Chứ không phải nó là bất thiện, không phải là nhóm xấu, vô tịnh hảo thôi. Nó là không có nhân tịnh hảo đồng sanh chung. Đó là vấn đề như vậy. Rồi còn ai nữa? Alo. Rồi ha, rồi hết ha, hết coi như là mình chấm dứt buổi học ha. Rồi hôm nay là mình học cũng khá nhiều bài, mà mình cũng do nhờ những cái bài trước quý vị học, rồi quý vị đi tới cái bài sau này nó tương đối nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn ha. À, do phước quý báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được hạnh phúc, đừng bao giờ rơi vào trong bốn khổ cảnh,
và luôn luôn được sanh làm người trời và sớm có chánh trí, là sớm thành tựu chánh trí giải thoát địa bàn làm người nhau cả thấy. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Ca Dạ. Rồi, xin nhường mic lại cho chú Râm ha, tên đọc tên thời hướng. Xin mời cả lớp cùng đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Ba Di Đà Ma Ga Dạ Đề Quá Tà Sẵn Tí Quý Nà Ra Hoà Si Nhiền Thu Về Tha Đề Bồ Thí Tha Đề Ta Hình Ta Hình Ta tham đa nè na phong la tu bu chi Ni ga ma cha đi sa ra sa pa na phu ta su ki ta pa wa tu te cha la pu cha ye bi cha an da sa pa wa sa se da cha ta a ta wo pa pa di ka ni ya ni ka tham ma wa ra pa ti cha te sa pre ri du ka sa Karon tu san kayam a tu chi rang sat tang thamo thammat thara cha kuk upyala san kho ho lu samat mat lo atha ya cha hita ya cha am he rak ka tu sat thamo sat be bi thamma cha vido sampa pu nay ya Âm ma lý nhất bác về đi tề Dòng kinh chí cư sơ la thầm bằng Kết tập bằng khi đi dần Khà dệ và trà Manasa ti đá sê Su gá tăng ca tăng Dệ sát tà sàn nhi nô Á tí dệ chá sát tà Á sàn nhi nô ca tăng Bùn nhá pha lăng mày hằng sắp sắp đề phá ghi phá hoàng tu tề dệ tăng ca tăng su quy đi tăng tin năng bình nhát phá lặng ma già dệ cha tắc tha ta trà nàng tí đề hòa gánh toàn như huệ đã dùng sắp đề đồ ca mi dệ sắp tà chi hoàng ta hà ta hệ tu cà Ma lu nhàn phù cha nàng sắc đề la phàm tú ma ma chề ta sa ti di đà quá ta về đà nẵng a sa mắc khay già quá hồ tu a đa đắc đề di đà nô nha di đà hồ tu su di ta hồ tu nha ta đô di đà nô nha di đà hồ tu su di ta Hello, hello, có người hồi nãy quý vị ghi cái chỗ mà nghe mà, alo nghe không?
Nãy ghi cái chỗ mà không nhất định tám tâm dục giới hợp trí nha, chứ không phải tám tâm thiện nha. Ghi lại nha, ghi lại, có ai ghi trật không? Đấy, đều ghi gì đó, ghi gì đó đều. Tám tâm dục giới hợp trí. Ghi thiện trật lại, ghi tám tâm dục giới hợp trí. Bốn thiện, bốn di tác. Sửa lại nha, ghi trật nha. Tám tâm dục giới hợp trí, đúng rồi đó, tám tâm dục hợp trí chứ không phải là tám thiện. Tám tâm dục hợp trí thì trong đó ghi là tám cái động lực hợp trí, dục giới.